Chào mừng quý vị. Trong chuyên mục cây thuốc nam hôm nay, tôi xin gửi tới quý vị một số những cái thông tin về cây ba kích. Và cụ thể thì trong video này, tôi xin gửi tới quý vị thứ nhất là cái phần mô tả cũng như là nhận dạng cây ba kích. Thứ hai là một số những cái tác dụng rất tốt của loại cây này. Và đặc biệt thứ ba là những cái điều cấm kỵ khi sử dụng cây ba kích. Và mời quý vị cùng tham khảo. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Ba kích còn có tên gọi khác là dây ruột già, chẩu phóng xì, ba kích thiên. Có tên khoa học là Morinda officinalis thao, thuộc họ cà phê, là cây dây leo bằng thân quấn, sống nhiều năm, ngọn màu tím, có lông, khi già thì nhẫn, lá mọc đối hình mác hoặc bầu dục thua nhọn. Phiến lá cứng có lông tập trung ở mép và ở gân, khi già thì ít lông hơn, màu trắng mốc, dài từ 6 đến 15 cm, rộng 2,5 đến 6 cm, cuống ngắn, lá kèn mỏng ôm sát vào thân. Ba kích có vị cay, ngọt, tính ấm, có tác dụng tráng dương, cường gân cốt, khử phong thấp, có tác dụng tăng lực rõ rệt với bệnh nhân tuổi già, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, ăn ngủ kém. Ngoài ra, ba kích còn có tác dụng giảm các triệu chứng đau khớp của các bệnh nhân đau khớp. Trong đông y, ba kích còn là cây thuốc nam trị yếu sinh lý rất hiệu quả. Theo như các y gia xưa thường dùng rượu ba kích thay cho thuốc trị bệnh yếu sinh lý ở nam giới, chữa di tinh, lưng gối mỏi đau, gân cốt yếu mềm. Thông thường, người ta thường dùng ba kích khô hầm cùng thịt gà hoặc sắc nước uống. Tuy nhiên, phương thức được sử dụng nhiều nhất là ba kích ngâm rượu. Tác dụng của cây ba kích trong việc bào chế thuốc chỉ sử dụng rễ và củ. Một số tác dụng của cây ba kích trong các bài thuốc. Thứ nhất là để điều trị bệnh cao huyết áp, gồm có ba kích, tiên mao, dâm dương hoắc, trĩ mẫu, hoàng bá, đương quy, mỗi vị 12 g, nước 600 ml, sắc còn 200 ml, chia 3 lần uống trong ngày, thời gian điều trị là 3 tháng. Thứ hai là dùng để điều trị bệnh chân tay lạnh, gồm có ba kích, tục đoan, bổ cốt chi, mỗi vị 12 g, hồ đào nhục 5 quả, sắc uống hoặc tán thành bột. Thứ ba là chữa thận hư, dương úy, di tinh, gồm có ba kích, thục địa, mỗi vị 15 g, sơn thù du, kim anh, mỗi vị 12 g, sắc uống. Thứ tư là trị thận hư, di niệu, đi tiểu nhiều lần, gồm có ba kích 12 g, sơn thù du 12 g, thỏa ti tử 12 g, tang phiêu tiêu 12 g, sắc uống hoặc tán bột uống. Thứ năm là bổ thận tráng dương, gồm có ba kích 30 g, thịt chai 300 g, gừng tươi, gia vị, nước đủ dùng. Thịt chai rửa sạch, thái miếng, ba kích rửa sạch, cho tất cả vào nồi nước đã đun sôi, rồi vặn nhỏ lửa hầm khoảng 3 giờ. Nêm gia vị là dùng được, ăn cùng với cơm. Thứ sáu, hỗ trợ điều trị chứng liệt dương, gồm có ba kích đã bỏ lõi 40 g, thục địa, nhục thung dung, ngũ vị tử, mỗi vị 20 g, nhân sâm 10 g, 1 lít rượu trắng. Các vị trên rửa sạch, sấy khô rồi cho vào bình ngâm với rượu, trong một tuần là có thể dùng được. Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20 ml. Thứ bảy, trị thận hư, đau lưng, gồm có ba kích 16 g, ngũ vị tử 6 g, đẳng sâm 12 g, thục địa 12 g, nhục thung dung 12 g, long cốt 12 g, cốt toái bổ 12 g. Tất cả các vị thuốc nghiền thành bột mịn, luyện với mật ong làm thành viên hoàn, ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 12 g. Thứ tám là chữa đau lưng, chân tê, yếu mỏi ở người già, gồm có ba kích xuyên tỳ giải, nhục thung dung, đỗ trọng, thỏa ti tử, đem tán nhuyễn trộn với mật làm viên hoàn, mỗi lần uống 8 g, ngày 2 lần với nước ấm. Thứ 9 là chữa đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối do thận hư, phong thấp, gồm có ba kích 50 g, dâm dương hoắc 50 g, kê huyết đằng 50 g, đường phèn 30 g, rượu trắng 750 ml, ngâm trong một tuần là dùng được, dùng uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20 ml. Thứ 10 là trị đau bụng, tiểu không tự chủ, gồm có ba kích bỏ lõi, nhục thung dung, sinh địa,
mỗi thứ 60g, tang phiêu tiêu, thỏ ti tử, sơn dược, tục đoan đều mỗi thứ 40g, sơn thù du, phụ tử chế, long cốt, quan quế, ngũ vị tử mỗi thứ 20g, viễn trí 16g, đỗ trọng ngâm sao rượu 12g, lộc nhung 4g, tán bột làm hoàn 10g, ngày uống 2 đến 3 viên hoàn. Điều cấm kỵ khi sử dụng ba kích ngâm rượu là bắt buộc phải bỏ lõi. Theo lương y Bùi Hồng Minh, chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội cho biết, lõi của củ ba kích không tốt. Nó có thể đi ngược tác dụng của củ ba kích, gây liệt dương. Lương y Minh đã gặp trường hợp bị liệt dương do sử dụng củ ba kích lâu năm mà sai cách. Khi sử dụng củ ba kích dưới bất kỳ hình thức nào, bắt buộc chỉ lấy phần thịt của củ và bỏ phần lõi. Bình thường khi chế biến, chúng ta có thể rửa sạch ba kích để ráo nước, tiến hành bóc lõi bỏ đi, chỉ lấy lại phần thịt của củ, sau đó ngâm rượu hay kết hợp với các bài thuốc khác. Và trong thực tế thì đã có rất nhiều người sử dụng củ rễ ba kích ngâm rượu mà không bỏ lõi, đã gây ra rất nhiều những cái hệ lụy cho sức khỏe. Và theo nguồn tin trên tờ báo Infonet có đăng tải một cái chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thắng, trú tại Ninh Giang, Hà Dương, 34 tuổi, tâm sự. Năm ngoái anh đi Quảng Ninh chơi, thấy mọi người mua củ ba kích về, anh Thắng cũng mua một ít về ngâm rượu. Ai cũng nói ba kích bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Anh Thắng mua về để dùng riêng cho mình với hy vọng ông khỏe bà vui. Sau khi rửa sạch, phơi héo, anh Thắng cho vào ngâm rượu. Một tháng sau, ngó bình rượu, anh thấy rượu tím rất ngon và thơm, có vị man mát. Ngày nào anh cũng đều đặn làm 2 cốc trong bữa ăn cơm. Anh cũng mong chờ sự thay đổi trong chuyện chăn gối của mình. Uống hết cả bình 20 lít rượu ba kích, anh Thắng thấy ngày càng mất cảm giác yêu. Ngày trước, một tuần anh có nhu cầu 2 lần, thì đến giờ một tháng mới có 1 đến 2 lần. Cùng với tâm lý chờ đợi, anh Thắng rơi vào trạng thái trên bảo dưới không nghe. Không biết lý do tại sao, anh Thắng rất lo lắng. Anh Thắng tâm sự với bà chị họ. Khi nghe anh kể việc ngâm ba kích, người quen của anh đã bất ngờ vì anh không tước bỏ lõi của ba kích đi. Lõi của ba kích không tốt cho sức khỏe, có thể đã chữa lợn lành thành lợn què. Anh Thắng tìm đến một vị lương y xem mạch. Bác sĩ bắt mạch thấy anh bị thận hư, có dấu hiệu hư dương mệt mỏi. Cũng liên quan đến việc sử dụng củ rễ cây ba kích không đúng cách, anh Đỗ Văn Thận, trú tại Thái Bình cũng tâm sự. Mấy năm trước được người quen tặng cho ba kích về ngâm rượu, cứ nghĩ chỉ rửa rồi ngâm nên anh làm theo. Khi mang bình ba kích ngâm, củ dài nhìn rất đẹp mắt ra đãi khách, không ai dám uống. Những người hiểu về củ ba kích khuyên anh nên đổ bình rượu đi vì anh đã ngâm không đúng cách, có thể có hại cho sức khỏe. Anh Thận kể chưa biết hại như thế nào, nhưng chỉ nghe nói rễ cây ba kích không bỏ lõi sẽ thành thuốc độc là anh bỏ đi luôn không tiếc. Cách bỏ lõi củ ba kích hiệu quả và an toàn. Thứ nhất là cách loại bỏ bằng tay. Cách này chỉ có thể làm được với củ ba kích tím trồng, do chỉ được trồng 3-4 năm là thu hoạch, nên củ ba kích khá mềm. Mặt khác, ba kích trồng trong phần thịt có hàm lượng nước khá lớn, nên việc bóc bỏ lõi dễ hơn ba kích rừng rất nhiều. Một số người bán ba kích tím trồng thường tư vấn cho khách hàng dùng dao để chẻ dọc thân củ, vì củ ba kích trồng khá thẳng, chẻ khá dễ. Hoặc họ tư vấn người mua phơi cho héo qua 1-2 ngày nắng. Khi mất nước, ba kích trồng trở nên dẻo, lúc này tuốt phần vỏ, rất dễ dàng để bóc tách giữa phần vỏ và phần lõi của củ ba kích. Phương pháp thứ hai để bóc lõi củ ba kích bằng cách đập rút lõi. Phương pháp cho lên thớt đập là biện pháp nhanh chóng, thuận tiện, đạt năng suất cao. Khi đập, củ ba kích rừng sẽ vỡ vụn, không dính lõi, tách biệt nhau. Củ càng vỡ nát thì ngâm rượu càng ngon. Thường thì bỏ lõi ba kích rừng bằng cách bóc tay sẽ rất đau tay, tốc độ chậm, thậm chí củ già hoàn toàn không thể bóc, vì vậy chỉ còn cách dùng dao tách, dùng chày đập. Ngược lại, củ ba kích rừng thường chứa ít nước, khi phơi ba kích rừng sẽ quắt lại, dính chặt vào phần lõi, lúc này gỡ bỏ ra vô cùng khó khăn. Đây chính là điểm khác biệt lớn của ba kích rừng và ba kích tím được trồng. Vâng, thì thưa quý vị, đó là một số những cái công dụng tuyệt vời của củ ba kích, cũng như là cái phương pháp để làm sao mà chúng ta chế biến rút cái lõi ba kích ra một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Hy vọng là video này thì cũng đã cung cấp cho quý vị những cái thông tin bổ ích. Nếu như quý vị yêu quý video này cũng như là quý vị quý mến tôi,
thì cũng ủng hộ tôi bằng cách là chia sẻ cái video này ra cộng đồng, và đồng thời thì cũng đăng ký kênh của tôi để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì tôi xin dừng video này ở đây. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.